Giờ mình tới Fiji nha các bạn. Đây là cái giống như cái chùa vậy nha các bạn, chữ temple. Quốc đảo Fiji này thì cũng có một vài hoạt động, tuy nhiên rất là nhiều người đang ở trong đó và nhiều người đợi, cho nên là mình nghĩ là cái nhóm của mình sẽ không có ở lại cái đảo Fiji này để xem tất cả các show. Bây giờ mình sẽ qua bên cái quốc đảo Samoa để coi cách họ leo cây, hái dừa, cách họ tạo ra lửa từ thiên nhiên. Hứa hẹn sẽ nhiều điều thú vị đây. Give it a one big functional applause. Come on, give it up. And this guy, he's a milkman, he's also a fireman. He's Spider-Man, Batman. So here it is, coconut husk dipped in gasoline. The parking lot is full, the cars are not locked. You take advantage. Everybody say fire! Fire! Some more afi. Afi. In Spanish, fuego. In Brazil, oh, in French, in India, Filipino, Korea, Chinese, oh, Taiwan, Hong Kong, oh, Vietnam, blah, blah, blah. In Japan, he, everybody say he. I don't know what she is. But he is. He's hot. Remember the Samoan organic free cologne. It's like a old spice. But this is way older and spicy. If he doesn't smell like this, he doesn't cook. Don't waste your time. Don't go for the looks, go for the smell. If he has both, good for you. If he has none, run for you. Later on today, we'll do for you fine half dancing. We'll dance with the fire and the knife at the same time. I know in your homes, you teach your children, grandchildren, don't touch the knife, stay away from the fire. In our homes, we put it together and give it to the child. And watch them suffer. They'll never talk back to you. And if they're looking for us, they'll find us. This is the last episode of Lost. Hey, clap your hands! Come on, clap your hands! Tree climbing, come on! Right here! Oh, no way! Who's him out? He's on the wrong tree. He's gonna jump to the next tree. We pick him up, baby. Everybody say, jump! 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 This guy has never missed. Remember, he missed one time, he can't do it again. He's the only one left, so he jumps and he misses, he closed down. Anyways, if you look at the young man, this is what you kind of look like in 50, 60 days in his 90-day tree climbing program. It's called the Tree 90X. You should have seen it before this. Hey, give it to the young man. This is really dangerous. Give it up. Bring him down safely. Very dangerous. I mean, he falls off. He has not his fault. This is America. Somebody else's fault. The people of Samoa, give it up. Come on, give it up. Now,
This is the point. The whole purpose of this place, education. You come, you learn the culture, educate yourself about our culture. You financially support education of our young people. Many have come and gone. Many will come in the future. Those of you who are here today, I'll give you a second. Now, my name is Cap. Everybody say Cap. That's K-A-P. Came from Samoa as a student. Bây giờ mình đã coi cái show làm lửa và leo dừa xong rồi, mình sẽ qua bên kia ăn thử cái món chuối dừa và sẽ có cái chỗ để mình có thể tập tạo ra lửa từ thân cây. Aloha! Ladies and gentlemen, give it up for your host, the Kung Fu Master, Chad Zafiti! Rồi mình lại thử dừa nha các bạn. Chuối với lại dừa. Đây là cái món của Samoa, chuối dừa. Nice. Dạ. Yes. Kiss it. There you go. Chuối dừa. Nice. Thank you, sir. Thơm quá các bạn. Rồi đây là họ làm lửa nè ba, họ tàu lửa nè. Chuối này chuối non các bạn. Ăn dai dai. Ba làm nữa không? Rồi nó mặn dễ sợ luôn, vừa nãy mặn vậy không? Rồi ba. Ba coi cái người này chỉ nè ba. Ok, cái anh này sẽ chỉ cách làm lửa nha các bạn. À, ngồi lên cái cây nha các bạn. Này Dũng học quẹt nhanh hơn nha các bạn. Sau khi một hồi ngồi mày mò cả khí thế nhưng mà không ra lửa thì mọi người mệt quá nên bây giờ chuyển qua chương trình khác, đó là đi tìm cái chỗ nhảy, dạy nhảy các điệu múa truyền thống của Hawaii để có thể học nha.
Rồi bây giờ mình sắp tới cái studio mà sẽ có người biểu diễn các điệu múa của Hawaii, và sau đó là mình sẽ được ra ngoài và có người dạy mình múa các điệu múa đó. Các bạn nhớ đón xem cái video đó, đừng bỏ lỡ nhé. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share, comment và đặc biệt là đăng ký, hay còn gọi là subscribe kênh Mít Tiếng của mình. Bye các bạn, hẹn các bạn trong video sau.